Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Hạ tuyển Anh phút 86, Tây Ban Nha vô địch Euro 2024. Mùa giải 2023 đến 2024, một loạt huấn luyện viên xứ Basket gặt hái thành công với các câu lạc bộ để biến vùng đất này thành hiện tượng châu Âu. Ở trận chung kết Euro 2024, đến lượt hai người con xứ Basket là Nico Williams và Mikko Ojazaban ghi bàn để giúp Tây Ban Nha lần thứ tư vô địch châu Âu. Các chàng trai xứ Basket đã đem về chức vô địch Euro cho Tây Ban Nha, tài khoản La Liga bình luận trên mạng xã hội 10. Xứ Basket nằm ở phía bắc Tây Ban Nha, chỉ chiếm 3,6% diện tích và 6,2% dân số đất nước. Họ sản sinh ra nhiều huấn luyện viên tài năng như Xabi Alonso vô địch Bundesliga bất bại với Bayer Leverkusen, Mikel Arteta giúp Arsenal đua vô địch ngoại hạng Anh đến vòng cuối, Unai Emery đưa Aston Villa trở lại Champions League hay Jose Luis Mendilibar vô địch UEFA Conference League cùng Olympiacos. Trong trận chung kết Euro 2024, đến lượt Williams và Ojazaban đưa xứ Basket thành hiện tượng. Họ không chỉ sinh ra tại xứ Basket, mà mọi câu lạc bộ họ đã khoác áo đều đến từ vùng đất này. Williams mở tỷ số ngay đầu hiệp 2 khi công đầu thuộc về cầu thủ Real Madrid và Barca. Hậu vệ Dani Carvajal vẩy bóng một chạm khôn ngoan cho Iaman bên phải để tiền đạo 17 tuổi thoát gọng kìm của Lucro. Iaman chuyền sệt sang bên trái cấm địa cho Williams lao xuống sút chân trái chìm chéo góc, hạ gục Jordan Pickford. Williams là tiền đạo chính bên trái của Tây Ban Nha tại giải, nhưng gây ấn tượng không kém Iaman. Tiền đạo 21 tuổi đã ghi 2 bàn, kiến tạo một lần qua 6 trận đã chơi, còn Iaman cũng cân bằng kỷ lục 4 đường chuyền thành bàn ở một kỳ Euro. Giống Steven Zuber 2020, Aaron Ramsey, Eden Hazard 2016 và Ljubinko Drulovic 2000. Ojazaban lại chỉ là kép phụ của Tây Ban Nha kỳ này, với 6 trận dự bị vào sân, nhưng lại ghi bàn quan trọng nhất giải. Sau khi vào thay Alvaro Morata phút 68, tiền đạo 27 tuổi đón quả tạt sệt của hậu vệ trái Marco Chiarella để đệm bóng chìm về góc gần ấn định thắng lợi 2-1 phút 86. Trung vệ Mark Gay đã không theo kịp đà lao xuống của Ojazaban, còn hậu vệ phải Kai Walker cũng không ngăn được quả tạt của Chiarella. Williams và Ojazaban có tổng giá trị 114 triệu đô la Mỹ theo Transfermarkt, trong khi Anh sở hữu 4 cầu thủ đắt hơn con số này là Bukayo Saka, Declan Rice, Jude Bellingham và Phil Foden. Tuy nhiên, các ngôi sao đắt giá của Tam Sư không thể tạo ra khác biệt trong trận đấu quan trọng. Đội trưởng Harry Kane cũng có giá trên 100 triệu euro, thậm chí bị thay ra từ phút 60, không để lại dấu ấn nào. Sở hữu nhiều ngôi sao tấn công, nhưng Anh chỉ giữ bóng bằng một nửa đối thủ, nên chủ yếu phải phòng ngự. Hiệp 1 diễn ra chặt chẽ đúng với tính chất một trận chung kết, trong đó báo Tây Ban Nha Marca cho rằng huấn luyện viên Gareth Southgate muốn cầu hòa để đưa trận đấu vào hiệp phụ và loạt luân lưu. Kế hoạch của Anh đã suýt thành công khi tiền vệ Cole Palmer lập siêu phẩm gỡ hòa 1-1 ở phút 73. Bellingham làm tường trả bóng lại tuyến 2 cho cầu thủ trẻ hay nhất ngoại hạng Anh lao tới cứa lòng từ cự ly 21m, tốc độ 118 km/h, đưa bóng chìm về góc xa. Truyền thông Anh một lần nữa khen ngợi tài ứng biến của Southgate trong trận khi Palmer ghi bàn chỉ 3 phút sau khi vào sân. Tuy nhiên, huấn luyện viên Luis de la Fuente cũng cao tay không kém khi kép phụ của ông cũng đã nhiều lần ghi bàn từ dự bị như Gianni Olmo ở vòng 1/8, Mikel Merino tại tứ kết và giờ đến lượt Ojazaban. Huấn luyện viên 63 tuổi còn thể hiện dấu ấn chiến thuật rõ hơn khi giúp Tây Ban Nha chơi tấn công và thắng cả 7 trận tại giải. Sau trận, ông còn được các cầu thủ công kênh tung hứng. Theo cựu hậu vệ tuyển Anh Jamie Carragher, Tây Ban Nha chơi hay hơn nhiều trong trận chung kết nên xứng đáng đăng quang. Tuyển Anh chủ yếu phụ thuộc vào những khoảnh khắc lóe sáng cá nhân tại giải, Carragher nói thêm. Các cá nhân đã cứu rỗi tuyển Anh, nhưng nhiệm vụ hôm nay đã quá sức của họ. Saka hay John Stones đã bật khóc nức nở sau hiệu còi mãn cuộc khi Anh thua trận chung kết Euro thứ 2 liên tiếp, chưa thể chấm dứt 58 năm trắng tay. Can sau khi nhận huy chương bạc cũng lặng lẽ đi qua chiếc cúp, không ngoảnh đầu lại nhìn nó. Tiền đạo 31 tuổi vẫn chưa đoạt danh hiệu tập thể nào trong sự nghiệp và Anh cũng đã nhiều lần thất bại ở trận tranh cúp như Cúp Liên đoàn 2015, 2021, Champions League 2019, Euro 2021, Siêu cúp Đức 2023 hay Euro 2024. Cầu thủ Tây Ban Nha cũng khóc nức nở sau hiệu còi mãn cuộc, nhưng đó là những giọt nước mắt vinh quang. Kết quả này nối dài chuỗi 27 trận chung kết một câu lạc bộ hoặc đội tuyển Tây Ban Nha toàn thắng trong 23 năm qua. Bóng đá Tây Ban Nha dù không còn áp đảo như thời Tiki Taka, vẫn luôn là nỗi ám ảnh cho phần còn lại lục địa già. Rodri hay nhất Euro 2024. UEFA trao danh hiệu cầu thủ hay nhất cho Rodri ngay sau trận chung kết trên sân Olympia tối ngày 14 tháng 7. Danh hiệu do hội đồng kỹ thuật UEFA bầu chọn. Việc Rodri bị thay ra sau hiệp 1 trận chung kết hôm qua do chấn thương không ảnh hưởng đến việc này. Theo tờ S, Tây Ban Nha, Rodri là tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới hiện nay.
Những gì diễn ra tại Euro 2024 đã chấm dứt cuộc tranh luận về việc ngôi sao câu lạc bộ Man City có đủ sức kế tục Sergio Busquets ở tuyến giữa của đội tuyển quốc gia hay không, tờ báo này bình luận. Rodri chỉ ghi một bàn, không kiến tạo lần nào, nhưng được đánh giá cao trong các khâu chia bài, điều chỉnh nhịp độ trận đấu và chuyển đổi trạng thái. Theo hãng tin AFP, phong độ xuất sắc của Rodri có ảnh hưởng quyết định đối với trận thắng Đức, tứ kết và Pháp, bán kết với cùng tỷ số 2-1. Với khả năng chuyền bóng và đọc trận đấu cực nhanh, Rodri giống như một chiếc máy tính hoàn hảo, huấn luyện viên Tây Ban Nha Luis de la Fuente đánh giá. Điều này rất quan trọng trong việc đưa một đội bóng trẻ vượt qua khó khăn. Trước Euro năm nay, Rodri đã giành danh hiệu cầu thủ hay nhất Champions League 2022-2023. Khi đó, tiền vệ 27 tuổi ghi bàn trong trận chung kết, dẫn dắt Man City vô địch châu Âu lần đầu tiên và hoàn tất cú ăn ba. Danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất Euro 2024 thuộc về Lamine Yamal, tiền đạo cánh phải 17 tuổi ghi một bàn và kiến tạo 4 lần. Yamal kiến tạo ngay trận ra quân thắng Croatia 3-0 trước khi lập lại trong trận thắng Georgia 4-1, Đức 2-1 và trận chung kết thắng Anh 2-1. Ngôi sao tuổi tin ghi bàn từ cú cứa lòng ngoài vòng cấm vào lưới Pháp. Ngoài ra, Yamal còn lập 6 kỷ lục tại Euro gồm cầu thủ trẻ nhất dự giải 16 tuổi 338 ngày, cầu thủ trẻ nhất kiến tạo 16 tuổi 338 ngày. Cầu thủ trẻ nhất chơi vòng loại trực tiếp 16 tuổi 353 ngày, cầu thủ trẻ nhất ghi bàn 16 tuổi 362 ngày, cầu thủ trẻ nhất chơi trận chung kết và vô địch 17 tuổi 1 ngày. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín, truy cập ngay te.mi/kto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.